Anh đã nói đúng rồi đấy, tôi nhất định phải sống ở đây, nhất định không thể để mọi người chết được, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách sống sót nào. Rồi Soho đã nghĩ thấu mọi chuyện, quyết định thả mọi người dưới tầng hầm ra, bắt đầu kế hoạch giành lấy sự sống của mình từ tay đảng cầm quyền Nam Bắc. Chúng ta phải khống chế các gián điệp còn lại thôi nào. Việc chúng ta cần làm nhất bây giờ là phải trốn cho đến khi tìm được cách khống chế những người còn lại, tuyệt đối không được đi lên trên. Ok cho mọi người, chúng ta hành động thôi. Thấy chưa nào, tôi đã nói là trong bọn họ sẽ có rất nhiều snack khoai tây mà, anh hãy mau ăn một xí đi, chúng ta phải xe cho đội trưởng và bác sĩ lựa chứ. Anh đừng lo, hãy mau ăn đi, chắc giờ này họ nhậu no nê rồi. Ui chao, nó thực sự là ngon quá đê mà, có ai muốn nếm thử không nào mọi người? Ê, chết tiệt, cái con nhỏ trời đánh tránh bữa ăn này, mấy người không thấy bố tôi xỉu úp xỉu đau à? Cầm mồm đê, bố anh xỉu thì kệ nghĩa bố anh, u là trời, hôm nay có chết thì cũng không thể bị chết đói được, cho tôi xin một xíu đê, đói muốn xỉu luôn á trời. Ok lên đây lấy cho ông nội bảo vệ một bịch bánh phòng tôm ăn cho đỡ đói đê, lại đem cho ông ấy ăn cho đỡ bị ghiền. Thưa bún ốc lôi cuốn và chú đáo, hãy ban cho chúng tôi một ân huệ, dù là một chút bánh mì để xoa dịu cơn đói, cô có thể ban cho tôi được không? Cô sẽ nhận được rất nhiều phước lành đấy. Lầy hê rông đi đâu mà vội màu vàng, tôi không phải là một sanh diên mà chỉ là một người trực phôn, cô còn khoe nhận được học bổng và đơn xin việc nữa mà. Cô nói là cô không biết đài phun nước đúng không? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó? Im mồm đê, cô sẽ không được ăn gì hết á. Son Hi à, hãy mau chia đồ ăn cho mọi người dùng tôi đây nào, nhưng mà tuyệt đối không được chia cho con nhỏ Go Hê Gia này, hiểu chưa? Em không hiểu, em không hiểu. Nhìn mặt tôi chắc tôi cần mấy thứ này mà ơi. Soho đeo thêm quả ba lô bước xuống cầu thang, đang hơi hoang mang, móc súng ra đưa cho anh trai cảnh sát. Anh nhìn mặt tôi xem tôi có muốn đưa cho anh không. Bỏ tay ra đê bạn ơi, trên tay tôi có dây nè, nếu cậu không muốn bị trói bằng dây thừng và penthouse trong rừng. Nhận được súng, anh trai cảnh sát bước đi bỏ lại Soho một mình với biết bao lưng chừng. Sau đó anh trai cảnh sát lén la lén lút vào phòng bà chị bác sĩ đang ngồi nướng khô mực, dí súng vô đầu bà chị làm bà chị hơi bị sợ hãi các thứ. Má cái thằng cha này, đang nướng khô mực định làm vài ly với Soho, khô mực chưa chín mà mình sắp súng nơi chín suối rồi. Ô Soho, ơn giời cậu đây rồi, rồi đây ăn khô mực với tôi nè, qua đây đấm thằng cha này hộ phát đê. Ơ kìa, cậu đang làm cái điếu gì thế? Còn má nó, kêu ăn khô mực chung mà không thèm ăn, cậu định tạo phản à cái thằng khốn lạn này. Rồi thế là Soho bắt bà chị ngồi lên ghế tính trói bà chị lại. Đúng lúc đó bún ốc đem đồ ăn đến cho bà chị thì thấy cái cảnh này, tổ chức đã quyết định loại bỏ các gián điệp. Im mồm đê, cái thằng phản bội này, mày dám xúc phạm đảng sao? Bún ốc đã hóng hớt được chuyện và tức tốc chạy đi báo tin, còn mấy anh trai này thì đang nghiện ngập trong snack, có vẻ Lim Soho đã phản bội rồi anh trai. Ê, chính tay tôi nghe bác sĩ đã nói thế, để tôi đi xem thử dư nào. Tất cả mau đưa tay lên đầu đê, hóng hớt cái điếu dề. Này anh trai, anh canh giữ con tin một mình nha, tôi cũng đi xem cho nó vui nhà vui cửa với người ta. Anh trai lọ kia đang đi bước đều bước từng bước một, ngoài hành lang đến chỗ Soho xem có cái chuyện gì đang xảy ra. Thì Soho đột nhiên phóng từ phía window ra, dằn co dằn giật quả AK đang đến lúc kịch tính và căng thẳng sắp bùng nổ. Thì anh trai cảnh sát từ phía sau dí súng rồi đầu đồng chí Jo, làm anh ta hơi bị bất ngờ nhẹ, không thể ngờ được là hai người lại hợp tác và phối hợp với nhau ăn ý đến mức này. Còn bún ốc thì cũng đã chứng kiến được cái cảnh này, có vẻ cũng hơi bị sợ hãi, nhưng mà bố mày cũng có súng trong tay mà, sợ cái điếu gì tầm này. Sau đó nảy ra một ý tưởng điên rồ gì đó. Soho thì bật quả bằng chứng mà bà chị cảnh sát đưa cho để mọi người cùng nghe. Mọi người đã nghe thấy việc họ muốn giết tất cả chúng ta rồi chứ? Bắc Nam đã thỏa thuận sẽ giết hết tất cả chúng ta, dù sao nhiệm vụ cũng fail rồi, ta phải chơi ngu tự nổ bom chết chứ. Nhiệm vụ cái điếu gì? Đồng chí Jo à, hãy tỉnh ngộ đi, họ đâu có yêu đâu có thương gì mình đâu, sao lại phải cố chấp vì yêu cứ đâm đầu chứ? Họ không phải vì cách mạng mà là vì tiền bạc, vì tiền mà mạng sống của các điệp viên trung thành với tổ quốc đều bị bán rẻ. Tôi không thể nào mà tha thứ cho việc đó được, cũng có thể là có sự hiểu lầm nào đó ở đây mà. My family vẫn cần ta nhanh chóng quay trở lại. Hãy nghĩ đến family mà hoàn thành nhiệm vụ and back to hometown. Hãy nghĩ đến em gái Sohi của cậu đê. Bà chị nhắc đến làm Soho lại phải nghĩ đến em gái mình và quả dây chuyền em ấy tặng, nhưng mà bị răng Jo làm đứt nghĩa rồi, còn đâu dây chuyền của em gái tôi. Rồi lại phải sắp rơi giọt lệ đàn ông đàn an nữa rồi, không được để bụi bay vào mắt, mình phải kìm lén, cho dù là đồng chí Jo hay tôi, sẽ không ai thông báo cho đảng biết về sai lầm ngày hôm nay của cậu. Mau tháo dây đê, chúng ta hãy cùng tìm cách cứu các thành viên trong đội. Anh trai cảnh sát rút súng ra lên đạn sẵn sàng. Soho đã liếc nhìn và thấy được cái khoảnh khắc đó nên cũng nhấc súng lên cầm sẵn trên tay. Thôi bà chị đừng có mà chấp mê bất ngộ nữa, bà chị tin tưởng vào đảng đến mức lú lẫn ngẩn ngơ ngáo đá ngáo giá ngáo hẹn ngáo cần con mẹ nó. Rồi quay đầu là bờ đê, rồi bà chị sẽ lập địa thành Phật ngay trong khoảnh khắc này. Hãy cùng nhau xác minh xem liệu có cách nào để cứu các thành viên không. Cô hãy tự tay làm đê, đừng có kêu tôi làm dùm nữa. Mệnh lệnh của đảng sẽ cứu tôi liệu có còn hiệu lực không, hãy thử xác nhận lại đê. Má, anh tự làm đê, tôi cũng nhức đầu với mấy con số lắm rồi. Răng Jo thì tìm thấy nguyên cái thùng cam quýt gì đó ngay trên đầu tủ, hí hửng chạy lại đưa cho bà cô nếm thử xem nó có độc hay không đây. Bà cô đói quá lấy ăn lia lia. Ok đó em, ấy không có độc đâu, em thử đê. Đang ăn cái bà bún ốc ở đâu chui ra, các gián điệp đã được khống chế hết rồi, mau lên đê. Ủa gì nhanh dậy, thiệt hả má, đợi mấy ngày chưa được giải cứu mà tôi đi có một xíu thì cứu được là sao dậy bà nội? Cô không tin thì ở đây đê, cùng đi thôi Răng Jo à. Em cứ tưởng là chị sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa chứ, chị hết dỗi em rồi sao? Đúng rồi em, ấy dỗi hờn gì dăm ba cái chuyện còn con đó chứ, năm mới mình bỏ qua đê. Ê đợi tôi với coi mấy bà chị bác sĩ dù không muốn ngồi dịch nhưng vẫn bị bắt dịch cho bằng được. Xong rồi nè bạn, ấy qua đây đọc dùm đê, ngồi dịch mệt mỏi quá hà, qua đọc dùm đê ba, đứng nhìn làm gì dậy ta. Loại bỏ Lim Soho ra khỏi cuộc chơi, con má nó, sao tổ chức chỉ loại bỏ mình tôi thế? Nếu hiểu tổ chức làm ăn kiểu gì mà để tôi liệt xa cuộc đời một mình. Chị ơi, mình đang đi đâu thế? À hình như tập trung ở đằng kia thì phải, qua bên kia đê, đáng ra tôi phải giết hắn bằng chính đôi tay mình sớm hơn mới phải. Một kẻ phản quốc không thể chấp nhận được, có thể không giết sao? Con má nó, cái đồ rác rưởi bán nước này, tiếng nói này sao quen quen ý nhờ, giống mấy cha bán cá ngoài chợ quá. Thôi chúng ta xuống đê, không có chuyện đó xảy ra đâu bé ơi, xem chị có gì bất ngờ cho em này. Yên lặng và đi vào phòng giám thị ngay đê, không có về quê ăn Tết gì hết á. Cho dù bộ phận khác có cố gắng cứu tôi thì có nghĩ là nhất định phải giết người. Vậy đồng chí Cang thuộc bộ phận nào? Bộ phận truyền thông chịu trách nhiệm về công tác bầu cử tổng thống. Cái này cũng là lệnh của Lim Ji Jok à? Hello mọi người, em là mèo Simi Răng Jo. Rồi bún ốc đẩy Răng Jo cùng đi vào cánh cửa và người đàn ông móc súng ra dí Jo đầu Răng Jo. Hãy thả bác sĩ và Cang Chan ra ngay lập tức, không nghe thấy tôi nói gì sao? Đứng yên ngay ngắn tại chỗ, không được di chuyển. Di chuyển là tôi bắn đấy, đưa súng cho tôi giữ dùng cho. Súng đó là súng nước, có đạn điếu đâu mà đem ra hù bọn tôi. Đưa đây đây bạn ơi.
cô đã nhìn thấy người chết bao giờ chưa? Chỉ cần bóp còi là mọi chuyện sẽ phí nịt. Không, còn chưa xong đâu, đôi mắt của người cô giết đầu tiên sẽ ám ảnh cô suốt đời. Đôi mắt đang dần chết đi, cho dù là đang ăn cơm hay là đang ngủ hay thậm chí là cả trong mơ, thì nó cũng sẽ bám theo. Nỗi ám ảnh sẽ đi theo cô vào những cơn ác mộng, đè nén đến hết đời. Tôi đang thuyết phục đồng chí Kang và đồng chí Jo để cứu tất cả mọi người đang văn vở thì bà chị bác sĩ nhảy vô họng Soho. Đừng tin cậu ta, chúng ta đều phải chết hết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng. Đúng rồi đó, tôi sẽ nói với Lim Soho và tên bộ an ninh kia bảo họ bỏ súng xuống. Nên hãy bóp còi đê, câm mồm đê bà nội. Đừng nghe bà chị, nếu có tiếng súng thì họ sẽ xông vào và bắt hết chúng ta. Đừng bị anh ta lừa, tuyệt đối họ sẽ không xông vào đâu. Họ ngồi yên mấy ngày rồi, tôi đếm đến 3. Nếu họ không hạ súng thì cô hãy bóp còi đê. Lập tức bỏ súng xuống nhanh lên, không thì tôi sẽ bắn thật đấy. Ok em gái AE, hãy bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ bỏ súng xuống ngay nha. Em làm tốt lắm em gái, amazing, good job em. Gia đình em sẽ tự hào về em. Bây giờ hãy đưa răng rô sang cho chị. Chậm chậm từ từ thôi, từng bước một thôi, không cần phải vội. Đúng rồi, nó phải dư thế đấy. Đang trong lúc mà rất là căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc, tình hình đang rất là tình hình thì đột nhiên bà cô bế mấy thùng quýt lên. Ủa chuyện gì đang xảy ra dị mọi người? Bún ốc à? Em đang làm cái điếu gì đấy? Lấy khẩu súng đó ở đâu ra? Còn không mau lập tức bỏ súng xuống. Đừng nghe lời bà cô, mau đưa răng rô qua đây này. Em bị điên con mịa nó rồi à? Khi bà cô bước chân vào căn phòng thì trong bún ốc có vẻ hơi bị rén. Rồi cô đi tới đẩy răng rô ra. Tha để cô bắn tôi còn hơn, bà nghĩ tôi không dám bắn à? Bác sĩ đã nói sẽ cứu ba tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Vậy thì bắn đê chứ, chần chừ cái quần què gì nữa. Đồ con điếm ngu ngơ ngốc nghếch, cô đã quên chị mình chết dư thế nào rồi sao mà còn dám làm gián điệp hả? Cô muốn giống chị cô sao? Chị tôi không phải gián điệp, tôi đã nói chị tôi không phải gián lan gián điệp gì hết á. Rồi bún ốc bóp còi, nhưng đã nói từ đầu là súng nước rồi mà làm điếu gì có đạn mà bắn. Làm bà chị bác sĩ hơi bị thất vọng nhẹ về bún ốc. Bún ốc lúc này cũng lạnh cống hết cả người rồi. Lần này đi xa thật rồi cậu Vàng ơi, trời hơi bị ngu, cầm súng nước mà đi hù người ta, tự làm mình gục ngã, tự đưa mình đi vào lòng đất phải tập ngửi mùi cỏ, ngửi mùi đất đổ các kiểu cho quen dần thôi, đến lúc đó thì đỡ bị bỡ ngỡ. Anh định nói là chính phủ ta đã lên kế hoạch về toàn bộ tình trạng con tin với Bắc Hàn để thắng bầu cử tổng thống ư? Đúng vậy, tôi đã nhận được lệnh đưa giáo sư Han đến Bắc Hàn. Tôi không đến đây để giết mọi người hay bắt giữ mọi người làm con tin ở đây. Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin à? Dí súng vào đầu người ta rồi nhốt người ta ở đây, thật là kinh khủng. Đúng rồi đấy, mọi chuyện thật là ngớ ngẩn, mong lung như một trò đùa. Tôi biết nó nghe vô lý nhưng rất thuyết phục, rất khó tin nhưng đó là sự thật. Tôi đã cố đưa soát vào cứu mọi người nhưng họ đã nổ súng vào tôi. Anh họ tôi là một thành viên thuộc liên đoàn lao động. Anh ấy đã bị lôi vào trại cải tạo và chết ở đó. Họ không ngần ngại giết bất kỳ ai ngáng đường họ và tất nhiên chuyện này họ cũng có thể, sao cũng được, bất kể là thật hay giả. Thả tôi ra, tôi còn phải học bài, sắp thi cuối kỳ con nghĩa nó rồi. Đây không phải là lúc để ích kỷ, nếu có chuyện gì xấu xảy ra họ sẽ giết cả ta cũng như gián điệp. Nếu chúng ta thắng cử, mạng sống của 30 con người chẳng là cái thá gì đối với ANFP cả. Dậy nếu mà ta trốn thì họ sẽ bắn ta như đã làm với anh ta sao? Tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng nó có thể xảy ra. Dậy nên chúng ta cần bảo vệ bản thân, họ không quan tâm đến mạng sống của ta đâu. Chúng ta còn lại 8 ngày cho đến cuộc bầu cử. Anh Lê và tôi sẽ tìm ra cách để chúng ta sống sót ra ngoài cho tới khi đó. Còn bây giờ, mọi người có thể tự do làm bất cứ điều gì trong ký túc xá, đừng quên lối ra vào đều đặt bẫy. Và tôi nghĩ cô nên giám sát các sinh viên từ bây giờ. Cô Pi nhá, khoan đã, có vài người chúng ta cần phải phạt trước đã. Đó là ai ý nhở? Bún ốc có một chiếc súng, cô ta đã theo phe bác sĩ và hành hạ chúng tôi không thể bỏ qua được. Con nhỏ mề gà đã tham gia phe gián điệp, con chó điên đó đã dí súng vào chúng tôi. Cô Pi đã biết chuyện đó rồi chị AE. Cái gì cơ? Rồi cô có làm gì con nhỏ bún ốc chưa? Chuyện này còn tồi tệ hơn cả ăn cắp nữa đấy. Đưa nó ra pháp trường D, tất cả yên lặng và ngồi xuống hết đê, cứ nhoi nhoi như con giòi mệt hết sức hà. Kể từ tối nay các em sẽ ngủ trong các phòng ở tầng 2, những ai không có bạn cùng phòng thì lập tem 4 người mà ngủ đê. Tôi sẽ ngủ trong phòng của tôi nha mấy má ơi. Bún ốc mau đứng lại, tôi không cần được giám sát đúng không? Má cái tánh con nhỏ này, chắc tao rộng nguyên cây súng vô họng nó quá. Rồi bún ốc nhanh chóng chạy một mạch về phòng mình, lấy ra quả bộ đàm giấu trong cái mền, định làm một điều gì đó có vẻ khá là mờ mờ ám ám trong phòng của mình. Rồi bún ốc hung on the mic bộ đàm lên liên lạc cho ANFP. Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Tôi có một thông tin cực kỳ rất chi là quan trọng luôn đây, vậy nên tôi đã liên lạc ông từ cái bộ đàm cùi bắp này. Ok xin mời cô nói thông tin quan trọng đó là gì. Tôi thực sự theo phe ANFP, nếu tôi có mệnh hệ gì thì ông nhất định phải giúp tôi, được chứ? Đang định nói ra điều rất chi là quan trọng thì anh trai cảnh sát đến tịch thu miệng quả bộ đàm cùi bắp của bún ốc. Cô lấy cái này ở đâu ra và đã liên lạc với họ từ bao giờ? Tôi thì là chưa từng liên lạc họ, đây là lần đầu tôi làm chuyện ấy. Cái bộ đàm này là của cô Pi, tôi mới tìm thấy nó trong sọt rác của toilet, lần đầu cũng là lần cuối nhá. Nếu trong súng có đạn cô chắc chắn đã giết cô Pi. Những điều cô làm thật là kinh tởm, cô còn chưa ăn năn. Nếu cô Pi không cầu xin cho cô sự tha thứ thì giờ cô đã bị nhốt dưới tầng hầm rồi. Cô biết mình phạm bao nhiêu tội rồi không? Vi phạm luật an ninh quốc gia, đe dọa giết người, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và rất có thể đã cố gắng giết người. Cô nghĩ ANFP sẽ tha cho cô nếu cô cung cấp thông tin cho họ ư? Nếu cô định làm gì đó ngu ngốc thêm một lần nữa, tôi sẽ coi cô là gián điệp Bắc Hàn. Được rồi đi thôi, đồng chí bún ốc lên đồ, mới nhận lệnh xuống từ trên bộ. Mọi người lúc này đang chăm chú xem livestream của Blackpink chuẩn bị comeback ra mắt MV mới mang tên là Snow Drop hay tên Việt súp là Hoa Tuyết Điểm. Nào mọi người ơi, chúng ta hãy cùng cày view MV này để đưa nó lên top một trending một cách nhanh nhất nào. Úi trời ơi, Jisoo đẹp quá đê, mía Lisa Kudrow xỉu ấp xỉu đau luôn trời. Jose quá trời là sexy, Jennie nhan sắc lên hương nhan đèn đỉnh cao quá đê. Chúng ta sẽ đưa nó lên 200 triệu view trong 24 giờ, vượt mặt BTS với MV Booster đây nào mọi người ơi. Chúng ta cần sự trợ giúp của Hana, ta cần đưa cô ấy vào trước. Được thôi, nhưng tôi không nghĩ anh nên nói bác sĩ Kang trông ra là gián điệp. Hana cần biết để tìm được người đứng sau cô ta. Nếu Nam Tae-yu phát hiện ra cô Kang là gián điệp, ông ta sẽ cố giết tất cả mọi người trước khi ta kịp làm gì đó. Ông ta là người đã cử cô ta đến đây. U là trời, cô ta thâm nhập sâu vậy ư? Tôi chưa từng nghĩ, chỉ chút nữa thôi là cô ta đã vào được nhà xanh. Cậu muốn chết không? Sao cậu có thể giúp kẻ phản bội chứ? Câm mồm đê, bố mày bị điếc rồi. Dù cậu nói gì về đồng chí Lim thì tôi vẫn luôn tin tưởng cậu ấy. Đồng chí Jo, dừng lại đê, tôi không nghĩ là nó sẽ vào đầu cậu ta đâu. Rồi bà chị bác sĩ suy nghĩ về quá khứ. Lúc đó đang đi dạo trong đêm đen thui cái bị trượt chân, sắp té con mẹ nó xuống vách núi đập đầu, Jo đá chấn thương sọ não chết veo. Cố gắng bám víu lấy hy vọng cuối cùng là một cành cây mỏng manh. Rồi bỗng nhiên có anh trai nào đó phóng đến kịp nắm lấy đôi bàn tay của bà chị bác sĩ và cứu bà chị khỏi bàn tay của thần chết, và đó có vẻ là Soho. Rồi lúc đang đi bộ giữa trời tuyết trắng xóa cái bị xỉu ngang xỉu dọc giữa đường, cũng lại là Soho đỡ bà chị dậy rồi dìu đi. Dù thời tiết đang rất là lạnh nhưng vẫn phải đi tiếp, nhưng có vẻ là tuyết sẽ rơi trong một khoảng thời gian rất là dài nữa đây, nên Soho phải đào một cái hố để đắp mộ cuộc tình
mình thôi, rồi đã đào xong cái hố, nhưng không phải để đắp mộ cuộc tình mà là để làm hầm trú ẩn tạm thời, để tránh bị đóng băng trong cái trời tuyết lạnh giá con tim này. Tuy nhiên thì nó chẳng khác nếu gì lúc chưa đào cả, nó vẫn lạnh vãi cả trường da. Bà chị bác sĩ thì đã lạnh cóng đến mức ngất xỉu con mịa ló luôn rồi, khi mà chẳng có một ngọn lửa chùa miễn phí nào để mà sưởi ấm ở đây cả. Nên Soho đành phải gạt bỏ triết lý nam nữ thọ thọ bất tương thân qua một bên, ôm bà chị bác sĩ vào vòng tay của mình để cả hai cảm thấy ấm cúng hơn. Có lẽ người không bao giờ cảm thấy lạnh vào lúc này là Akira fan, rồi trời đã tối có vẻ không khí đã bớt lạnh hơn, nên hai người chui lên và tiếp tục hành quân. Tên anh là gì ý nhờ? Đặc vụ chúng ta không bao giờ hỏi tên đối phương, cô biết điều đó mà. Tôi là Kang trong gia, ông tôi là nhà hoạt động độc lập, ông đã đặt tên tôi như vậy với hy vọng tôi sẽ sống sót trong mọi hoàn cảnh. Anh có thể đưa cái vòng cổ của anh cho tôi không? Bán nó cho tôi cũng được. Sau khi hoàn thành khóa giáo dục tư tưởng và đào tạo chuyên sâu, tôi sẽ trở lại Seoul. Tôi có dự cảm nó sẽ giúp tôi sống sót. Ông bé ơi, với tôi nó quý hơn cả mạng sống của chính mình. Lầy, nếu chúng ta có duyên mà gặp lại nhau trong dòng đời Sobo, tôi nhất định sẽ trả ơn anh vì đã cứu mạng tôi. Rồi Soho không nói một lời, quay lưng bước tiếp về phía chân trời. Có lẽ bà chị bác sĩ đang nghĩ đến việc mình cần trả ơn Soho ngay thời điểm này, chính là lúc thích hợp nhất. Tên khốn, sao lâu thế? Gửi máy quay cho tôi ngay đi. Được thôi, đưa Hana vào đây đi. Rồi Soho nghĩ đến đồng chí Ung Chon, chắc là đang nghĩ đến canh gà. Nam Hàn có loại canh gà nào nhỉ? Canh gà ý, quát canh gà, gà hầm sâm hay gà tiềm thuốc bắc? Thôi dẹp đi, kèm theo 50 con gà rán nhá. Gì cơ, gà rán ư? Mày bị điên à? Chắc bọn họ thần kinh sau vụ nổ mịa rồi. Nhưng mà gửi cái đó vào phóng viên sẽ phát giác. Chúng ta có thể sử dụng lối thoát hiểm thì có vẻ được đấy. Rồi họ nghe theo lời của bà chị cảnh sát, đưa gà rán Jolly đi kèm theo khoai tây chiên cùng với Coca-Cola vào bằng lối thoát hiểm. Mấy anh trai shipper đã ship đến tận nơi cho Soho, đặt nó xuống dưới đất dùng đê. Mấy anh trai vì tình hình dịch bệnh nên phải cách xa 2 mét, thông cảm dùng nha. Rồi bỏ súng xuống đê má ơi. Còn mấy anh ship đồ xong thì đi về dùng cái đi, dòm ngó cái gì. Rồi bà chị cảnh sát đóng cửa lại. Ây ra, cắt, diễn tốt lắm. Hàng tới rồi nè, ra lấy chia cho mọi người đê mấy cậu. Xuyệt, làm nhẹ nhàng thôi mấy ba. Đội trưởng của tôi thì sao rồi anh trai? Được rồi, ra xem con vợ của anh nè anh bạn. Wow, tôi không ngờ tới là hai người lại thân thiết vậy luôn á trời, trông giống anh em phết đấy. Trước tiên là cứ vào ăn cái đã. Tại sao anh lại gọi tôi là vợ sắp cưới nhỉ? Anh có điều gì muốn thổ lộ đúng không? Chúng ta đã đính hôn rồi còn gì? Có vẻ như anh ấy vẫn còn nhớ, thế tại sao lại bỏ mình? Bà cô thì mở thời sự 24 giờ cho mọi người xem, nhưng họ làm điếu gì thích xem. U là trời, cái bà cô này, giờ này mở thời sự làm gì thế? Tắt đê, tắt ngay đê. Nên bà cô dỗi tắt TV miệng luôn. Bây giờ những con tin là trò chơi trong chiến dịch tranh cử tổng thống, rõ ràng là bọn chúng bị các gián điệp nắm thóp và làm cho sợ hãi. Người dân sẽ ngày càng ghét những người theo cộng sản hơn, điều đó sẽ giúp đảng cầm quyền có lợi thế. Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta đây? Lào, chúng ta nên biểu hiện dư thế Lào lúc quay phim. Các em hiểu ý tôi chứ? Cũng có camera từ các đài truyền hình, vì vậy hãy treo một biểu ngữ bên ngoài cửa sổ. Điều đó nói lên rằng đây là một kế hoạch cho cuộc bầu cử. Anh bị điên à? Nếu làm vậy, phía Bắc sẽ nghĩ tôi phản bội họ, gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm. Hay là copy bản gì có tôi đã đưa cho anh rồi xem cho báo chí, họ sẽ không im lặng khi thấy bằng chứng, phải không? Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để đưa gan ra ngoài. Vậy chúng ta hãy làm thế trước đi. Vậy giờ copy nó ra trước phải không? Để tôi làm cho. Rồi Soho đi tìm kiếm băng đĩa lậu hải ngoại để copy, lục lọi cái thấy cái đĩa mình đã mua tặng cho Rangzo, rồi nhớ lại khoảnh khắc lúc mà hai người gặp nhau ở tiệm băng đĩa. Rangzo đã lấy quả băng đĩa đó rồi nhanh chóng đi tính tiền, nhưng mà nếu đem theo đủ Moni Lisa nên không thèm mua nữa, đi về vội, làm cho Soho cười nhẹ một cái. Nhìn quả băng đĩa này thì bao nhiêu cảm xúc lúc đó lại ùa về nơi trái tim này, đành phải cất lại lấy quả đĩa khác. Rồi sau đó đem bỏ vô radio của Rangzo mà nghe, thật là tình cờ đây lại là đĩa nhật ký cảm xúc của Rangzo. Tôi tự hỏi cảm giác sẽ dư thế nào nếu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn anh ấy, tôi đã cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Dù bàn tay chỉ khẽ lướt qua nhau nhưng tim tôi đã đập thình thịch. Đây có phải cảm giác của tình yêu đầu? Anh ấy chắc là cũng thích máy bay giấy nữa. Thật tiếc khi tôi không thể chọn được chiếc máy bay giấy của anh ấy, tiếc đứt từng đoạn ruột luôn ý. Tại sao chúng tôi lại đụng mặt nhau ở đó nhỉ? Phải làm sao nếu nhìn tôi giống như một kẻ ngốc đây? Nhưng chắc không sao đâu, dù có chút xấu hổ nhưng mình phải gặp lại anh ấy. Tôi cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn ở bên nhau sao? Sinh ra là để đến với nhau à? Em bị anh ta làm cho mê mẩn rồi. Rồi Soho cũng rất là thích thú, cảm thấy hạnh phúc và fall in love với Rangzo tới nơi rồi, cũng muốn làm một điều gì đó gửi gắm đến cho Rangzo, nên quyết định cũng ghi lại cảm xúc của mình để nhắn đến cho cô ấy trước khi mình không còn nơi đây. Còn mấy ông ANSP đang cùng nhau xem quả video clip mà họ đã quay được trong ký túc xá. U là trời, vậy là cô đã quay cảnh bọn nó ăn gà rán sao? Tôi không biết gì nha, tôi bị nhốt dưới tầng hầm cho đến khi họ đưa nó cho tôi. Bọn này có tâm hồn ăn uống phết đấy, toàn quay vlog ăn gà rán thế này thì phát sóng lên TV thế nếu nào được. Còn má nó, bực thiệt á, chứ bọn nó ở trỏng thì được ăn uống no nê, còn chúng ta ở ngoài đây thì lo chít miệng ra. Hello mọi người, tôi là Rangzo, sinh viên chuyên ngành văn học Anh và là sinh viên năm nhất từ phòng 207. Bố, tất cả chúng con đều đang làm tốt trong ký túc xá, bọn con không than phiền gì cả, nhưng mọi người đều muốn ra khỏi đây, con cũng vậy, tất cả bọn con đều có thể ra khỏi đây an toàn, phải không? Bọn con có thể về nhà an toàn đúng không? Đúng không bố? Ôi trời ơi, em yêu của tôi, khuôn mặt hốc hác luôn rồi kìa. Bác sĩ Kang tội nghiệp của tôi. Còn anh trai lầy lọ Ung Chon thì đang bóc gà rán ra ăn, trông có vẻ rất là ngon lành cành đào. Trước mặt anh trai lọ kia và bà chị bác sĩ, hai người cũng thèm chảy hết cả nước miếng luôn rồi, mà đột nhiên bị Soho cùng anh trai cảnh sát đưa đi. Con má nó, gà rán gì mà ngon thế này không biết nữa hả? Quá là tuyệt vời, con cú mèo Mr. Quang tèo đi qua đèo ngang bóng xế tàn nước chảy xèo chuồn chuồn bay lượn vèo vèo. Còn đồng chí Jo và đồng chí Kang thì đứa được ăn uống gì cả, bị đưa xuống hầm nhốt. Một gián điệp có tầm ảnh hưởng như cô hẳn là tin chắc rằng tổ chức sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Nếu theo miền Nam, ANSP sẽ bảo vệ cô, nếu cô muốn họ sẽ cung cấp cho cô một danh tính mới và cô có thể tiếp tục làm một bác sĩ. Điều đó có thể xảy ra nếu đảng độc lập giành chiến thắng. Nếu chúng tôi có thể cho mọi người biết tình huống bắt giữ con tin này là một kế hoạch cho cuộc bầu cử, chúng ta sẽ có một cơ hội và nó không gian lận. Mọi người tự đi bỏ phiếu, sự chuyển giao quyền lực là có khả năng, tất cả những cuộc cách mạng đó và cách nhiệm vụ đó. Hai người không muốn sống tự do mà không có chúng sao? Tôi có thể uống một tách cà phê đen đá, không đường, thêm một xíu muối bột ngọt, nước mắm hạt nêm, một canh mắm tôm sa tế, tương ớt tiêu chanh xả để trong thật sang chảnh được không? Ủa má, được rồi đem cho cô ấy đi. Đồng chí Kang, cô đang làm gì vậy? Cô cũng đang phản bội đất nước của chúng ta sao? Rồi bà chị đi lên trên lầu cùng anh trai cảnh sát làm nhẹ vài cốc cà phê.
đồng chí Dô, tôi biết cậu sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Inde, ta biết mày thích con nhỏ đó, nhưng làm sao mày có thể chọn cô ta thay vì gia đình mình chứ? Nên tổ chức đã ra lệnh cho tao giết mày là đúng rồi. Cái đứa nào đã ra lệnh giết tôi, ngay cả khi mày sống sót thoát khỏi đây thì mày cũng không thể trở lại phương Bắc nữa. Dĩ nhiên là mày cũng đừng mơ mà sống yên ổn với con nhỏ đó. Con má nó, trả lời câu hỏi của tôi, ai đã ra lệnh cho cậu? Điều đó không quan trọng, mày chỉ cũng là một quân cờ cần loại bỏ từ khi bắt đầu mà thôi. Sau khi mà nghe xong những lời này từ đồng chí Dô, thì Soho khá là buồn bã và tuyệt vọng, khá là thất vọng với tổ chức. Công sức làm gián điệp mấy chục năm thanh xuân bỗng nhiên hóa thành hư không tan trong hư vô bột giặt Omo A3 AZL thay Sub Viso. Bước đi trong vô hồn, bồn chồn trong cõi lòng bánh phồng tôm phòng hộ phòng cháy chữa cháy. Giang Dô thì ngước nhìn theo bước chân Soho đang đi xa vời, đôi chân đã dã rời, mở cửa đi vào trong căn phòng của mình, bước tới phía trước vài bước rồi đứng lại ngồi lên trên chiếc giường sập sình, cũng khá là buồn bã khi đã chứng kiến, mắt thấy tai nghe những lời anh trai lọ kia đã nói, biết mình cũng là một phần nguồn cơn mà xảy ra bi kịch này. Rồi đột nhiên Giang Dô gói một bịch đồ gì đó đem lên trên sân thượng, trong màn đêm đen tối một mình lẻ loi, thì bỗng thấy Soho cũng đang cô đơn một mình đứng một góc chơi với đơn côi, nên Giang Dô chạy lại đến bên phía Soho đứng ở đằng sau. Soho muốn hét lên thật to là ông trời ạ, nhưng sợ anh ấy giật mình nên chỉ đưa tay chạm khẽ tim Soho một chút thôi. Rồi hai người họ cùng nhau vào căn phòng mà Soho đã trú ẩn lúc trước. Căn phòng chất chứa đầy ắp những kỷ niệm của hai người họ, biết bao nhiêu buồn vui họ cùng nhau chia sẻ, bao nhiêu là tâm tư sâu lắng, nỗi niềm chôn giấu trong đêm thâu. Tôi muốn pha cho anh một ít cà phê. Rồi Giang Dô đem cái bịch đựng máy pha cà phê lúc nãy đốt lửa lên pha cà phê cho Soho uống. Máy pha cà phê cũng hơi cổ đại nên cũng phải làm thủ công. Mẹ tôi từng rất thích loại cà phê này. Vợ mới của bố tôi đã ném hết đồ đạc của mẹ tôi ra ngoài, nhưng tôi không bao giờ để bà ta vứt bỏ cái này đi dù có thế nào đi nữa. Khi mà tôi ngồi yên và ngắm nhìn cà phê được pha như thế này, thì có một cảm giác kỳ lạ khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, cảm giác như tâm trí mình bay bổng lênh đênh giữa mây ngàn. Nhưng tại vì sao mà anh lại trở thành một mật vụ thế nhờ? Chỉ là một thắc mắc nhẹ, lẽ ra anh đã không phải nhận một công việc nguy hiểm như vậy. Anh có thể nào mà review nhẹ về chặng đường mình trở thành một mật vụ được không? Những cái khó khăn vấp ngã mà anh đã phải trải qua khi thực hiện nó được chứ? Không có bất kỳ một ai có thể chọn được đất nước của họ được sinh ra, và tôi đã được sinh ra ở đó và đã được giao công việc dư thế này. Anh không thể từ bỏ nếu không muốn làm sao, không thể dừng lại nếu nó quá trông gai chứ. Cô đã bao giờ giết một người nào đó trong đời mình chưa? Thôi được rồi, ta đừng nói về những quá khứ đau thương này nữa. Hãy sống cho hiện tại và tương lai, hãy chôn sâu những quá khứ dĩ vãng cuộc tình đó thật sâu đê để cùng thưởng thức vài cốc cà phê. Anh biết đấy, thật ra thì đây không phải là một loại cà phê bình thường, nó giống như là canh mạnh bà vậy. Tất cả những ký ức xấu của anh sẽ bị xóa hết sau khi mà anh uống nó. Tại sao anh lại cười? Tôi đang nghiêm túc đấy. Bất cứ khi nào có điều gì tồi tệ xảy ra, tôi uống thứ này và xóa đi những ký ức đó. Mà hôm nay tôi nên xóa đi chuyện gì nhỉ? Xóa gì được ta? Tôi vừa xóa đi những ký ức về việc tôi hát ở Evergreen gì co. Lầy, anh đừng cười nữa. Ơ kìa, tôi nói là tôi xóa chúng đi rồi mà. Nhưng tôi thì không nha. Vậy thì uống đi và xóa chúng ngay đi. Tôi không muốn, nhưng anh nên làm thế. Anh cần phải làm thế vì chúng ta giống như ghế vậy vì không phải bàn. Sau khi mà anh rời đi, anh đã không gọi một lần nào. Vì vậy tôi rất khó chịu và đã ghét anh vì điều đó. Tôi vừa xóa nó rồi. Anh đã làm tôi phải thao thức suốt bao đêm ngày vì anh. Ăn không ngon, ngủ không yên. Khi mà màn đêm kéo xuống, thì bao nhiêu ký ức về anh nó lại luôn phiên thay nhau chạy nhảy trong đầu, làm cho tôi phải u sầu, buồn rầu. Tôi đã dí súng vào đầu em. Ký ức đó tôi cũng vừa xóa nó rồi. Tôi đã rất đắn đo suy nghĩ về những hành động của mình. Đôi lúc nóng giận và dạy dột tôi có thể đã làm tổn thương em, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Dù lý trí tôi không muốn, nhưng con tim bắt tôi làm những điều đó. Tôi không lựa chọn được nó. Ký ức đó tôi cũng vừa xóa nó rồi. Rồi hai người chìm đắm mê say trong ánh mắt. Em là cánh diều, nếu mê lên thì anh chiều. Những thanh âm này sao nghe như tình yêu. Đây là lâu dài, đón My Queen về lâu đài. Sẽ ở đây hay đâu này Miss Dior, ở tất cả nơi ta làm. Sao em luôn cho anh phát điên, muốn đưa em đi đâu chỉ riêng ta. Vì mình sẽ bên nhau rất lâu, từ mùa thu đông xuân tới xuyên hè. Vậy hãy xóa luôn cả chuyện này nhé. Hãy quên hết những gì xảy ra đêm nay đi. Rồi thế là họ trao nhau nụ hôn nồng nàn mê say bùng cháy giữa trời mây. Nụ hôn nhanh chóng vụt qua, có một chút hương vị cà phê đọng lại trên đôi môi, pha thêm một chút hương vị Dior len lẻn đâu đó trên lỗ chân lông, làm cho Soho ngây ngất quyết định trao thêm một nụ hôn nữa. Ok, tập 11 tạm khép lại ở đây. Hãy cùng đón chờ tập 12 để xem Soho muốn trao thêm bao nhiêu nụ hôn cho Giang Dô nữa nhé.